À, thì Đức Phật có nói ở trong kinh, mà kinh là cấp câu độc trưởng giả, cấp câu trưởng giả, về cái nhân duyên. Có một quyển là nói dạo thời Ca Diếp, khi con người hai vạn tuổi, có một cái vị vua kia mới nhào nằm chiêm bao, mà trong cái điềm mộng thấy tới là tới 10 cái điềm mộng mà vua này thấy ở trong kinh cái cấp câu độc trưởng giả. Nó vào cái thời Ca Diếp ra cái chỗ này thấy, thầy thấy nó cũng hay ra thầy nói trong mấy chúng không. Cái điều thứ nhất thì khi mà ông vua ông thấy này rồi á, cái ông vua nó tên hiệu là Ai Mẫn, một đêm mà mộng thấy 10 cái điềm chiêm bao á, tỉnh dậy rất sợ hãi, không biết là có cái tai hại đến cái triều thần mình hay không, mới đem cái việc này mới hỏi. Mà thứ nhất là như vua mộng thấy một con voi lớn từ cái cửa sổ giọt ra, thân thì đã ra được mà cái đuôi còn kẹt ở trong sông cửa. Đó là điềm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, vào cái thời mạt pháp. Cái này là vua này là thời Phật Ca Diếp nha. Nhớ thời Phật Ca Diếp thấy cái mộng này mới đi đến hỏi Đức Phật Ca Diếp á. Rồi Đức Phật Ca Diếp mới nói là khi điềm này, khi Thích Ca nhập Niết Bàn, vào thời mạt pháp, có những người Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, nam nữ từ bỏ quyến thuộc xuất gia học đạo. Tuy đã xuất gia mà tâm còn tham danh lợi, dính mắc việc thế tục, không thể giải thoát. Mình thấy cái điềm này bây giờ nó có vào cái thời Phật Thích Ca, là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Rồi bao nhiêu người xuất gia mà giờ xuất gia về cái tinh thần mà gì đó ta nó hảo tâm á thì ít lắm, mà bây giờ xuất gia vì cái hoàn cảnh nó nhiều hơn, cái việc này việc kia, thành vô cái đó là cái khổ cho Phật giáo đó. Chứ hảo tâm xuất gia mình thấy bây giờ nó khó, ít có người mà hảo tâm xuất gia vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, vợ bỏ hoặc giả là nghèo đói, hoặc giả là làm ăn thất bại, đủ thứ để hoàn cảnh mà vô chùa. Thành Phật giáo đâu có chấp nhận vấn đề mà Lan và Điệp, thấy không? Nhưng mà không thể bỏ ra ngoài được, những người đó không thể là không độ, nhớ trùm hết, nhưng không phải cái đó là cái chính, không phải cái chính, mà không thể bỏ được vấn đề đó. Nhưng nhiều ai thấy mấy cô mà đẹp đẹp đó chắc thất tình mới đi xuất gia. Nó thật sự nó là cho đẹp vậy mà đi xuất gia uổng vậy. Nó mà ta nhìn với cặp mắt Lan và Điệp ta nói vậy, nó Phật giáo hoàn toàn thất tình, hoặc chả làm ăn là thất bại, cách này cách khác mới là bỏ sự nghiệp, không phải. Mà giờ thật sự kiếm một cái hảo tâm xuất gia rất là khó, cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp đó, nó hiếm lắm. Nếu mà chúng ta mà đó là hảo tâm xuất gia, cái chủng tử và thiện căn nhiều đời là vô chùa không đánh đổi, mà có cái chủng tử sẵn như vậy. Cái điềm mộng thứ hai nữa là vua mộng thấy một người khát nước, cái giếng ngay ở sau lưng, mà người ấy thà chết khát chứ không có chịu múc nước uống. Ấy là điềm cái thời mạt pháp, có các tỳ kheo giảng nói kinh Phật cho các cư sĩ nghe. Những cư sĩ này chán bỏ, không ưa nghe mà lãnh thọ. Đó là họ khát nước mà cái giếng nước đằng sau nhưng mà không uống. Thứ ba là vua mộng thấy có người đem ngọc báo đổi lấy bánh bao. Ấy là điềm vào thời mạt pháp, các đệ tử tỳ kheo không theo giáo pháp của nhà Phật mà tu tập, không tu theo năm căn năm lực bảy giác chi tám thánh đạo thiền định và các pháp xuất thế, mà lại ưa tu tập theo sách thế gian, học chú thuật ca dịnh. Mình thấy rõ ràng là lo những cái ngoài học vị rồi cái cách này cách khác để mà có những cái danh cái lợi trong đó, chứ đâu có chịu đi học. Nó thà đi trai tăng bữa nó nhiều hơn để bỏ học thành nó quý hơn. Ai nhớ cái lời của hòa thượng hiệu trưởng hòa thượng Từ Thông, ông cũng rầy một cái thầy nha. Một thầy đó khi học cao đẳng, ông mới xin là ông học chỉ có là một tuần học mấy buổi thôi, còn mấy buổi ông ra đại học ở ngoài đang học để mà lãnh cái tốt nghiệp của cử nhân ở ngoài, cho ông nghỉ mấy buổi ở trong Phật học. Cái hòa thượng mới nói là ông xuất gia cái bản hoài ông là gì, xong trọng cái bằng ở ngoài mà về cái Phật học cho ông không trọng. Mình thấy nhiều người bây giờ đó lấy cái học vị ở ngoài đó là cái quan trọng, mà cái học vị đó là cái phương tiện. Nếu bây giờ chúng ta dốt nát, chúng ta không có học vị, chúng ta không độ được những người mà có học vị, nhớ nha. Mà mình lấy cái học vị đó làm cứu cánh của người xuất gia nó trật, đó là cái phương tiện độ sánh thôi. Mà giờ đôi khi rồi chúng ta lấy cái bằng cấp ở ngoài, hoặc giả là những cái là cái vật chất để mà coi như là nó trọng người xuất gia nó trật đi, thì cũng như ở đây ta nói vậy.
À, rồi thứ tư là vua mộng thấy có người lấy hương chiên đàn đổi lấy gỗ tạp, ấy là điềm thời mạt pháp, các tỳ kheo đem kinh Phật đổi lấy sách vở ngoại đạo và thế tục, là coi rất thường về kinh Phật này. Thứ năm, như vua mộng thấy có các con voi nhỏ đuổi một thớt voi lớn chạy dài, ấy là điềm thời mạt pháp, những tỳ kheo phá giới không đức độ, thấy tỳ kheo trì giới có đức độ thì ganh ghét tìm cách đuổi cho xa. Thì giờ vậy nha, những người mà không có tu hành bây giờ họ có thế đó, chạy chọt đầu này đầu kia, đầu cũng ăn trên ngồi trước đủ thứ nha. Thì cái này mình thấy những cái điềm lành này, những cái điềm mà là hiện trong này nó có. Qua cái điềm mộng thứ sáu là như vua mộng thấy có một khu vườn lớn hoa quả tươi tốt, bỗng bị cơn gió lốc thổi làm rơi rụng tan nát, ấy là điềm thời mạt pháp, các tỳ kheo trì giới thanh tịnh đủ đức đa văn ở trong chùa mà lại bị những tỳ kheo thô ác không giới đức không tu thân không tu tâm hợp nhau lại để phá hoại chùa ấy. Phá chùa xong lại còn phá luôn cả sự nghiệp tốt đẹp của tỳ kheo thanh tịnh kia nữa. Nên là mình thấy có không? Có, bây giờ nó có lắm nha. Qua cái điềm cái mộng thứ bảy là như vua mộng thấy có một con khỉ thân đầy phân dơ chạy khắp nơi giấy cho dơ luôn cả bầy khỉ, ai thấy cũng tránh, ấy là điềm thời mạt pháp, các tỳ kheo tự mình phá tịnh giới không biết hổ thẹn, lại còn ở trước mặt các vị vua quan có tính tâm thanh tịnh mà quỷ bán tỳ kheo trì giới của giới đức. Qua thứ tám, vua mộng thấy có một con khỉ ngồi một chỗ lại có bầy khỉ làm phép quát đảnh cho nó, đấy là điềm thời mạt pháp, tỳ kheo không có đức không tu thánh hạnh lại được suy tôn làm bậc thượng thủ trong tăng chúng, thống nhiếp những người có đức độ tu thánh hạnh. Thứ chín là vua mộng thấy có một cái miếng vải trắng mà có 18 người tranh nhau mỗi người một mảnh, thế mà miếng vải không bị phá rách, đó là điềm thời mạt pháp, các đệ tử kiến chấp không đồng đem Phật pháp chia làm 18 bộ phái, tuy thế mà giáo pháp của Phật cũng không bị hoại diệt. Thì mình thấy rồi, chúng học chia ra từ hai cái bộ thượng tọa, là chúng bộ chia ra là 18 bộ nó 20 bộ. Cái điềm mộng cuối cùng, như vua mộng thấy có nhiều người tu tập một nơi tranh cãi nhau, ấy là điềm vào thời mạt pháp, có những tỳ kheo tu tập bàn luận những việc danh lợi ở thế gian, do đó mà tranh cãi nhau không thể thanh tịnh, khiến cho giáo pháp của Thế Tôn bị hoại diệt. Đại dương 10 điều mộng kia đều không phải việc của ông, ông không nên sợ hãi, thọ mạng của vua cũng không vì vậy mà tổn thất, vua hãy an tâm. Khi mà Đức Phật Ca Diếp đã nói, đó là vào cái thời mà cái thời Đức Thích Ca hiện tại, và bây giờ mình thấy cũng có là hiện lên cũng rất nhiều cái mà điềm mộng này của thời Ca Diếp Đức Phật thấy. Thank you.
No.